Kính thưa quý vị, Liên hiệp châu Âu tìm phương cách chống Hồi giáo cực đoan, tin từ Brussels. Các ngoại trưởng EU hôm nay đã cam kết chống lại những người cực đoan Hồi giáo trở về Syria và Iraq với một chiến lược trong nước và ở nước ngoài tốt hơn, nhưng bác bỏ đề nghị đưa ra những đạo luật mới sau các vụ khủng bố tại Paris. Sau cuộc tấn công đẫm máu nhất bởi những kẻ khủng bố Hồi giáo tại một thành phố châu Âu kể từ khi những kẻ đánh bom tự sát nhắm mục tiêu hệ thống giao thông của London vào năm 2005, châu Âu đang tìm kiếm một phản ứng thống nhất mà không cần đạo luật mới hoặc một sự hiện diện quân sự kéo dài trên đường phố của mình. Khi đến họp tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond đã nói rằng châu Âu quyết tâm làm tất cả những gì cần thiết để chống lại mối đe dọa khủng bố của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và việc chia sẻ tốt hơn các dữ liệu về hành khách máy bay là một trong những cách để làm điều đó. Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders đã kêu gọi các nhà lập pháp tại Quốc hội châu Âu đồng ý để thiết lập một hồ sơ các tên hành khách ở cấp độ châu Âu và cùng phối hợp trao đổi thông tin với các đối tác khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Canada. Ông nói thêm rằng cần phải có sự trao đổi thông tin ở châu Âu và ngoài châu Âu, cũng như theo dõi để có thể ngăn chặn các hành vi khủng bố trên lãnh thổ của mình. Trong tuần trước, Bỉ đã phá vỡ một âm mưu tấn công của Hồi giáo nhắm vào các cảnh sát. Các bộ trưởng ngoại giao trong quyết định đầu tiên trong ngày hôm nay đã đồng ý kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên minh châu Âu nói rằng nhóm Hồi giáo Palestine Hamas nên được loại bỏ khỏi danh sách khủng bố của khối. Các bộ trưởng sẽ đặt nền móng cho một chuỗi các cuộc họp trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU vào ngày 12 và 13 tháng 2 tại Brussels để đề ra chiến lược của khối để đối phó với những Hồi giáo đi đến những vùng chiến tranh Trung Đông hoặc trở về từ những khu vực này. Các ưu tiên bao gồm một chiến dịch truy quét nạn buôn bán vũ khí, hỗ trợ cho cảnh sát ở Trung Đông và Bắc Phi, tìm cách ngăn chặn các công dân EU đi chiến đấu ở nước ngoài và tìm cách kiềm chế Hồi giáo cực đoan trên Internet để ngăn chặn các công dân EU mang bạo lực về quê nhà.